Kiếm gì hoài không thằng? Kiếm gà. Kiếm gà làm chi? Đá gà nè. Đá cái đầu mày giờ. Đá đi. Hello các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Nguyễn Hải nha. Đúng rồi, bữa nay thấy hai anh tôi cầm cam mọi người biết rồi. Biết sao rồi, nhiều ơi qua biết sao rồi. Tới công chuyện chứ sao. Tới với mấy fan nè, mấy fan ơi. Nó chắc chắn là như vậy rồi. Đi vô tới trong bụi trong lùm cái ha. Bình thường không được cái gì. Bình thường lắm rồi đó. À đám bạn người bình thường lắm rồi đó. Rồi sao? Quay. Giờ này nè. Các bạn đợi xíu mình dựng này kia xong hết trơn rồi xong cái mình điện cho mấy đứa kia vô lùm. Alo. Phải số điện thoại của ông Cảnh không ạ? Ông Quy ông gớt điện thoại trong rừng xài chỗ tháp cao đài nè, ông vô đây ông ơi. Rồi, ông vô chỗ rừng xài tháp cao đài lấy. Ông cứu đội nào, ông đi lù với bà nội nào trong đây, ông gớt điện thoại ông ơi. Cái bàn tay của ai? Ông giết Việt Nam. Ông giết Việt Nam. Mấy quy trận. Má quy tướng bự giống mấy quán lại nè trận. Quy xuống. Làm gì quy? Quy trai mày mẹ thôi, quy mày gì? Quy xuống không quy dính giết mày đó. Tao quy đó. Quy xuống. Tao quy mày làm gì tao? Mẹ mày trận. Không lại nha quy à, không lại nha. Đừng có lấy điện thoại em tôi không, trả điện thoại em tôi đây. Điện thoại nào tao không biết nha. Ông giết tụi mấy ai vậy? Tụi mấy ai vậy? Mày mét luôn. Đi công an nè. Mày đi công an. Không quỳ luôn. Nghỉ quỳ. Nghỉ xuống. Không, nghỉ quỳ. Mày quỳ xuống. Tao không quỳ đó. Mày ơi mày cha gì mày tao quỳ với mày. Mày cha gì tao quỳ mày. Quỳ xuống. Mày đi đi, mày tránh đường ra, tao kiếm ông kia lấy điện thoại quỳ lợn nha. Mày chào. Mày mất mơ ra. Mày đi sao ra nha, thằng Quy đâu? Thằng Quy đâu? Mày mất mơ gì mày ra. Hả? Đi ra. Nó làm gì đó. Mày không phải. Mày hỏi cơ ra. Mở cửa ra tôi thôi nè, bước ra đây. Bỏ cửa ra đi. Rồi mất quá. Mày cái cổ không mang bắt mày á, tôi thì quỳ tao nói tao bé bé không mang bắt mày á. Quỳ xuống chưa? Quỳ vậy mày mất mới phải quỳ mày. Hả? Rồi người ta làm gì mày ra? Hả? Mày mày sao ra nha, mày cầm mấy cơ ra nha. Một hồi là không ai lại bắt mày đó. Giờ quỳ xuống không? Tao nói với tao tết gần tới rồi mày muốn mẹ muốn ăn tò ăn tết trong tù phải không? Mày báo mày ăn. Tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Biết không? Quỳ xuống. Thằng kia làm gì mày hả? Mày cắp cổ chẳng hà mày gì mày cắp cổ thôi mày làm gì? Quỳ xuống. Đây là đứa con thằng đó đó. Rồi ai lo ba mẹ nó. Cái câu à, lên nói hoài. Ngày nào cũng lên nói có nhiều đó. Hả? Tao không cần nói nhiều, quỳ xuống. Quỳ không? Mày trả khỏi ra nè. Mày đào phú đi ha. Mày được pháp lực khoan dụng khoan hồng. Tao không biết điện thoại nào chưa. Mất mơ gì mày sao ra nha.
mà nói là mày giết tao thôi, con ma cũng bắt mày á, mày ở tù thôi, tử hình luôn á. Trời đất ơi, là trời. Cái gì? Hả? Tính sao mày quỳ xuống? Mày bỏ cái xuống, mày bỏ cái xuống đầu hàng không? Mày bỏ cái xuống đầu hàng không? A few moments later. Đảo mày, đảo đâu mày? Trời ơi, trời ơi. Đảo là mày mà đi tiếp mày đó. Nên em lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn, để có thể ngắm anh từ xa âu yếm hơn. Cả nguồn sống bóng chốc cô bé lại vừa bằng một chàng trai. Tôi biết mà mày. Biết mà không? Dạ con xin lỗi đi, giờ con ở đây hết trơn á, cho con về đi. Tết tới rồi chú ơi, cho con về đi, con có thấy gì trơn á. Mày mà báo mày chứ. Không, không có báo đâu, con về đi chú ơi. Tết rồi con. Tụi mày. Thôi. Giờ làm gì con đi lấy điện thoại cho anh con không mà, chứ con không có thấy gì đâu. Điện thoại nào tao không biết. Mày đâu vô đây? Đi lấy điện thoại. Nói xong đó. Mày muốn chết hả mày? Không. Cho con về đi, con không có thấy gì đâu, không có báo công an đâu thầy con. Ai út mà. Thầy ơi, sao mà. Giờ chú muốn làm gì cũng được, cho con về đi, đừng giết con. Nằm xuống. Giờ muốn chết luôn. Nằm xuống mày. Nằm sao? Giết tao giết rồi. Được chưa? Rồi nhỏ. Cầm đít lên. Để mày. Trời rồi. Được chưa? Con về đây đừng có cương hả cha. Chổng cao lên nữa mày. Lẹ mày giữ mặt sao hả? Đừng có làm gì nha. Đừng có cương nha. One minute later. Whoa. Đợi chú ơi. Con lấy ạ. Đi chơi. Cái đồ ngọt quay vô. Đi chơi chạy. Quý ơi. Quý. Ghê gì mày? Vậy. Vậy. Mày đâu vô đây? Có thấy gì đâu. Có thấy gì đâu. Có thấy gì đâu trời ơi. Làm gì? Mẹ đâu đây mày? Lấy điện thoại. Mẹ nào? Thôi trong đây nè. Trong đây nào tao không biết. Còn Quy đâu? Quy nào? Còn cái đồng hồ đó. Tao không biết tao rồi. Không biết Quy nào mà giết. Không biết Quy nào vậy. Rồi giết rồi sao không lấy cái tay đưa vô đá đi. Để đá ớp đi thôi. Mẹ đâu đây nó nhiều mày? Vô lấy thợi. Thợi nào? Ra hoài vậy? Ai làm gì đâu? Được không trời? Ai làm gì đâu? Lấy cái tay bỏ đá vô cho người ta đi. Tự nhiên... Mày đứng hù hoài tao không có sợ mày đâu. Được không? Tính mày luôn ha? Tao mày mày giết nào? Mày làm gì mày hù hoài vậy? Quy đâu? Quy nào tao không biết. Cái đồng hồ kìa. Cái điện thoại gì đó. Hồi nãy có điện không? Không biết. Hồi nãy có điện không?
Nãy có điện vô không? Không, tao không biết. Rồi, rồi không biết rồi. Ai vậy? Kêu lên cái thù. Coi anh đâu, tao hỏi đi đàng hoàng. Không có báo công an. Mày mà báo mà mày luôn. Mà tao giết mày thì có. Trời ơi. Cái này nào giết tao? Mày giữ mặt trời. Tao làm gì giữ mặt? Mặt tao nè, dẫn đâu nào. Bây giờ mày để thức đá cho con tay, tao đem về. Tao đi báo ngang. Báo mày nó giết mày luôn á. Tự nhiên giết tao hoài vậy. Tao làm gì đâu. Vậy mày hù hoài. Several days later. Chú ơi, con xuống lấy điện thoại cho nó rồi chú ơi. Ủa đụng má ta trời. Mở đây chặt tay chặt chân gì? Ê! Cái gì? Mày sao? Mày làm gì vậy? Tao vô đây tao đi lấy điện thoại mày làm gì vậy? Thời nào? Mày đi cưới cây mày nói mày cưới cây nha! Ủa? Dắt cây mày đập đầu mày chứ? Mày lên đây! Tao sợ mày hả? Mày không biết ở ngoài xã tao dữ lắm á! Sao mày biết? Tao biết ở đây đâu không? Tụi ngoài xã mời tao lên hoài đó. Cho mày biết á. Mời lên là họp là hạng mày đó. Ê, mày đừng để mày có cơ đó, tao sợ mày nha. Mày tin tao kéo chứ ngoại tao vô đây là giật mày luôn á. Thằng nào? Mới giết thằng giống mày á. Ừ, giống tao rồi. Trời, đủ lắm mày giết anh em xíu đôi tao hả? Đủ quá liều mạng mày á. Chứ không phải là bắn mày à. Nha. Chứ mày đừng nói mày cầm nó mày nói giết. Mày giết nó nổi không? Mày giết tao không được nữa mày giết nó. Ở đây quỳ xuống. Mày ba tao hả? Vô đây làm gì? Vô đây lấy thoại. Được không? Thoại nào? Thoại Quy làm gớt á, chú kia lụm rồi kêu ra lấy. Quy nào tao không biết. Quy Nhật Quy á. Quy nào tao không biết. Nhưng mà con biết. Có lấy điện thoại anh em trả ở đây. Tao không biết điện thoại nào ở đây chưa. Ở cái đồng hồ đó. Giết mày đó. Cái đồng hồ của Quy nè. Tao mới giết nó là mày tính sao? Gì? Anh giết Nhật Quy. Trời đất ơi là trời. Trời ơi. Giết ngừ. Mày mà la anh tôi giết mày luôn á. Trời ơi. Giết rồi hả? Giết giết cho quê. Đứng đi. Đi đi vô khác nha. Mày mà lại tới đừng có thoát. Không có sợ đâu. Đừng có nha. Đi vô ngoài báo công an nè. Báo công an về đây á. Đi báo liền luôn rồi tính nào. Cái tài của anh vô quê đúng không? Cái đồng hồ của anh. Cháu xin lại đây. Xin tôi cưa mày luôn mày. Giết ngờ rồi cháu xin lại cái nó bầu đi. Cái đồng hồ cũng bán được mấy trăm ngàn á. Không mà làm chứng cứ bắt đầu à? Không có. Đo nha. Ha. Thôi đừng. A little longer than a few minutes later. Chú ơi. Lấy sợi chú ơi. Ủa nhắc con Ly không ta?
chữ. Chú ơi. Chú. Chú ơi. Tao bắn cái tay. Quay chữ. Ê, 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 tao bắn. Ê, ê, ê. Làm gì mày? Mày đâu đây mày? Tao chẳng tới đi giờ, tao phải đi vô. Mày lệnh thể quy phải không? Tao không biết. Ê, đừng quay đầu. Tao lấy điện thoại, tao đụng chạm với mày. Còn cái chuyện mà tao thấy á, tao không thấy công an đâu. Tao không có nói. Mày biết đây là đâu không? Chạy ra đó mày hỏi kỹ tao nữa, tao không biết đây là đâu nữa. Tao cái điện thoại của tao, tao không biết. Ngủ giảm. Ê. Ê. Mày biết này. Ê, không giận, không giận. Ê, ta có giận. Mày nghĩ ngay đi. Đi đầu thú đi. Nhỏ kia mày ra ba. Không phải kêu tao chân á, tao tự vô. Hồi nãy mày gặp Quy không? Mày giết nó rồi. Tao có đủ không mà. Quy. Mày mà lên luôn á. Tao có lên. Quy. Tao nói nha. Trong cuộc đời tao á, chưa gặp cái này. Quy. Quy. Lần đầu tiên giật cảnh này trừ. Đây nó ơi. Về nạp đi. Tao không nói. Tao không nói, thầy tao thề là tao bắt công an. Đừng có manh động, tao nói mày đi đi. Giỡn mặt tao hả? Mày tao thấy mặt mày đâu mày giỡn. Giỡn trang ơi, mặt tao giỡn đi. Giỡn trang trong mang bắt tao hả? Cái này tao không mấy đâu mặt. Cảm thở chụp thân tao hả? Khùng quá vậy. Dạ. Ui. Quy. Tao nói nha, trong cuộc đời mày không đụng với hai người nha. Một á là mày dồn trước dưới đường cùng của người ta. Còn hai là thất tình. Đủ mà thất tình nó mà nhậu vô. Không chắc. Tôi nhìn đó. Quy. Không giỡn nha. Quy. Quy. Mày đừng có manh động, tao không có công an. Tao hay tao không mày. Ủa mày biết tao tử cho mày chết á, mày biết tao đi. Quy. Tao có giận. Quy đâu? Quy đâu? Vậy đồng hồ nó đây. Đồng hồ đó rồi. Mày giả bộ nữa. Mấy nè. Đây. Mày không biết. Ôi, nãy giờ không biết, nãy giờ đi bên ngoài. Ai xuống mày? Ai xuống mày? Ai xuống mày? Không ai xuống với tôi sao? Quýnh ra, ra xuống, quýnh ra. Hôm nay con mảnh mỹ có cơ các bạn. Ai xuống mày? Khai không? Quýnh xuống với tôi. Quýnh xuống với mày. Cầm lực hả? Được rồi. Quýnh ra mày. Mấy mày nha, mấy mày bỏ nha. Kìa nó cơm vậy. Mày hiện ra lên hải chạy về mất tiêu kìa. Bà nó vô đây quánh chặn bà đi hoài. Mày hiện ra nó sợ nặng hơn. Rồi mày ăn ở mày trốn nha. Không phải á, thằng Tư Béo hiện chứ bà thằng kia hiện đâu. Bà đẻo tiền. Rồi cái cơ này. Dùng cái chỗ này. Cậu đem về nhà luôn. Bà đem mày về nè. Bà quay nè, về cho mày tắt đầu mày chứ không. Cản đường, cản lối ra kìa. Bốn nhỏ nó thương luôn quay. Kết thúc nè.